Yo, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Vũ Lít và chào mừng các bạn đã đến với phần tiếp theo của Đảo Rồng, hay các bạn có thể gọi là Dragon City. Và nếu các bạn cảm thấy thích cái series này thì các bạn đừng quên bỏ lại cho mình một like và đừng quên chia sẻ video để ủng hộ cho mình nha. Đó chia các động lực rất là lớn giúp mình làm thêm những cái video tiếp theo hay hơn. Thì rất là xin lỗi mọi người là mình không thể giữ lời hứa được, bởi vì ở cái tập này mình chỉ có thể quay thôi, bởi vì là hiện tại mạng mẽo đang bị sida đấy, với cả là rất là xin lỗi. Nhưng mà nếu các bạn chấp nhận lời xin lỗi của mình thì các bạn hãy ấn like để ủng hộ cho mình nhé. Ok, chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo nào. Thì mình có nghe đồn là hình như một đây event anh em ơi, event đây là một cái con VR cộng với con VR này, cái là con chó ba đầu ấy cộng với con bóng chày, thì mình sẽ được con legendary đấy. Mình rất là mong muốn nó sẽ có một con legendary mà cuối cùng thì nó cũng ra anh em ơi. Thì bây giờ mình sẽ cố gắng làm hoàn thành cái nhiệm vụ. Ồ, không, cái này cũng không ngon lắm, bởi vì mình có con này rồi này. Con này là cái con mà lần đầu tiên mình like là được con này luôn, bựa bác. Đây, rồi bây giờ mình sẽ cho bạn xem là cái con rồng ở trong đây nè. Đây, chính là cái con mặt lồng này. Con rồng ở trong đây. Đây, là mình đánh xong cái này, xong mình lấy được con chó ba đầu nữa. Thế là mình hoàn thành cái nhiệm vụ đấy. Hoàn thành cái nhiệm vụ mà... nhiệm vụ gì nhỉ, quên bà à, quên mất rồi. Cái hai cái đấy mình sẽ cho like với nhau, sẽ tạo ra một con rồng dragon các bạn, legendary đó, mình sẽ cố gắng hoàn thành nhá. Các bạn hãy cổ vũ cho mình đi. Rồi bây giờ mình sẽ có xem chưa, một tiếng nữa mình mới được xem, với cả mình cũng sẽ không xem lúc mà mình online này đâu, lúc mà mình chơi này đâu, mình sẽ để lúc offline mình xem để cho nó tiện. Ok, rồng công túa đã xuất hiện đây. Giới thiệu các bạn, đây là rồng công nương. Ồ, lại một con rồng ánh sáng nữa các bạn ạ. Mới hôm nay mình được khá là nhiều rồng ánh sáng. Thì mình nghe đồn đấy, bây giờ mình muốn cho một cái con heroic mà nó ăn đấy từ level 1 đến level 50 thì à level 40 thì mình cần 5 triệu phút đây này. Tuy là bây giờ nó đang có event này, chắc là mình đang suy nghĩ là nó chỉ còn mấy tiếng nữa thôi nhỉ. Nó chỉ còn à nó còn một ngày nữa. Thì theo các bạn là mình có nên mua vài cái này không? Mình nói thật đấy, mình có nên mua vài cái này không để xài, chứ bây giờ mình không cần dòng legendary nữa. Như các bạn thể thấy là một chú dòng legendary bây giờ đã bị bỏ rơi rồi, đó chính là bé Ray 619. Bởi vì bây giờ mình đã có hai con heroic rồi, cho nên Ray 619 tạm thời là đi nghỉ rồi, dưỡng thương rồi, đi lấy kinh thôi, chứ không có không được đi làm nhiệm vụ, không được đi kia nữa. Đấy, nghe rất là tội nghiệp đúng không? Mình sẽ đi go on. Mình cần 800.000 nữa để mình cần thêm 800.000 nữa để làm xong cái kia, để phải nói nhau nhỉ. Mình cần 800.000 nữa để xây được cái trụ kia để lên cấp tiếp cho rồng đó. Hiện tại ở đây đang có một chỗ trống này, mình sẽ xem là mình sẽ cho hai con này đi. Hai con này khá là lâu rồi. Rồng bóng đá tiếp à? No, lại được con rồng Messi tiếp. Rồi mình sẽ lại like tiếp nhá. Mình có một con rồng bóng đá. Có một bạn kêu mình là anh like con rồng Gummy Dragon đâu. Có bạn kêu mình like con Ken này, con Ken với con The Rock thì phải. Bạn kêu mình like con Ken với con gì nhỉ? Hay mình like với con này xem nhá. Xem bao nhiêu tiếng nào. 8 tiếng 59 phút là cũng ra con rồng gà thôi. Bây giờ thì các bạn sẽ không phải tạm biệt Ken với cả Ray rồi. Ken bị tạm biệt trong lúc mà anh ta chưa kịp phải nói là ủa con Ray nó còn mạnh hơn cả con Chip OH rồi các bạn. Đúng không ta? Chắc không đâu. Con Ken thì nó còn chưa kịp đẩy cái kia nữa thì đã bị ra đi tìm đường cứu nước rồi. Ui, 43 tiếng. À, 43 tiếng chắc chỉ ra dòng Epic thôi các bạn ạ. Phải 2 ngày cơ, 2 ngày 19 giờ thì mới ra dòng xịn. Chúng ta sẽ qua bên thế giới bên đây để làm việc một chút. Ok, cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ cho mình nhé. Các bạn hãy like mạnh và xem mạnh lên thì một ngày mình sẽ ra 2 clip Dragon City. Còn nếu không thì mình sẽ làm một tập Dragon City và một tập Monster Legend, bởi vì mình thấy là cũng khá nhiều bạn khuyên mình chơi Monster Legend đi, mình cũng khá là thích. Ok, mình sẽ test cái này lên. Hiện tại mình vẫn chưa cần cái này lắm, cho nên là ok rồi. Bây giờ mình sẽ đi ra ngoài. Sau này mình đã có một con rồng công nương các bạn ạ, nhìn cũng có vẻ đẹp đấy, mà không biết là thực sự thì nó như thế nào. Ok, bây giờ mình sẽ vào đây để xem mình có thể làm được cái đánh những cái này không. Đây, cái Black Knight Cup. Mấy con rồng trên đây khá đẹp. Nhiệm vụ cực kỳ đơn giản là chỉ cần 3 con rồng cấp 17 thôi. Mình đang muốn cho Seamus lên cấp cao hơn. Ồ, nhiều bạn nói mình là con
Chibohat là con rồng nó mạnh. Có một bạn nói mình là con Chibohat là con rồng mà nó mạnh nhất trong tất cả các loại rồng Heroic. Thì mình không biết là bạn nào biết thông tin chính xác thì có thể xác cho mình biết được hay không. Con này lên 3 sao đồng rồi, 23.000 máu rồi. Con rồng gì nhìn bẩn thế này. Con này 3 sao vàng đúng không, 23.358 máu. Để mình xem cái con rồng kia nào. Con rồng này khí của nó lên là cái khí hơi các bạn. Con rồng này 3 sao vàng chưa, mới 2 sao thôi, 23.342. Ủa, vậy là thua tới 1.000 máu lận. Vậy là lên 1 sao lên được cả 1.000 máu các bạn ạ. Và khi nào 3 sao vàng chắc cũng phải gần 30.000 máu đấy. Ghê đấy. Vậy là đi leo xếp hạng có vẻ là ngon. Đây là cái lý do mà tại sao bây giờ mình chỉ dùng cái bộ 3 này thôi. Bởi vì ở con Dermit này, mình sẽ cho các bạn xem con Dermit nhá. Nó có một cái chiêu rất là mạnh, những con rồng khác nó không có. Đây, cái chiêu này tới tận 2.300 máu lận. Đó, cho nên là đấy là một cái chiêu mạnh nhất, cho nên là mình không thể nào mà không sử dụng cái con Dermit được. Mấy con kia chỉ là 1.500 thôi, cao nhất là 1.800 thôi. Tuy nhiên là con này tới tận 2.300 lận. Đấy, chắc chắn là một chiêu mạnh rồi đúng không các bạn? Mà chiêu mạnh thì mình cần phải xài. Đấy, vì thế mà đấy là cái lý do mà tại vì sao mà mình lại xài con Dermit chứ không xài con Ray. Đấy là giải đáp thắc mắc cho một số bạn không biết. Ok, mình lên cấp 31 rồi. Continue. Mình có thể xây thêm một cái Habit Start nữa. Bây giờ mình muốn lên cấp thì nó cũng dễ lắm. Các bạn kêu mình là vào trong shop để xem có rồng gì mới không này. Đó, rồng chó. Ồ, nó hết bán rồng xịn rồi các bạn ạ. Mình có thể mua được con rồng chiến binh này, Thor Dragon. Ồ, mấy hôm nay nó lại ít bán rồng huyền thoại đi này. Nó bán con rồng ghẻ này. Con rồng này nhìn là biết là ghẻ rồi, mà nó chỉ giảm có 90% thôi các bạn. Nó không giảm 95%. Ok, mình sẽ vào và chơi cái event này. Bây giờ mình lại có tiền rồi. Các bạn kêu là mình đi cái đường thẳng thì nó sẽ gần hơn. Làm gì có đường thẳng nhỉ? Mình thấy đâu có đường thẳng đâu ta. Nó bị ngăn cách bởi mấy cái này này các bạn. Các bạn nhìn kỹ của mình nhá. Nó bị ngăn cách bởi mấy cái này nè. Cho nên mình không thể đi thẳng nữa. Bây giờ mình sẽ có hai đường này. Một là đi như thế này đi xuống là đi vòng lên này. Hai đi thẳng xuống là đi qua đây. Chắc mình sẽ đi thẳng xuống nhé các bạn. Bây giờ bắt đầu là mấy cái giường này bắt đầu nó mắc tiền hơn rồi đấy. Đi càng ngày càng khó. Đó, lên 300 rồi nè. Một lần đi thì nó sẽ tăng thêm tiền. Vì thế mà chúng ta cần phải suy nghĩ thật kỹ trước khi đi. Nhưng mà mình nghĩ là bây giờ thì mình đi chắc là đủ để kịp cái con rồng này thôi. Sau khi hết event này mình hy vọng mình sẽ kịp con rồng thứ hai. Chứ mình không cần kịp đâu. Nếu mà bây giờ mình đi tất cả đấy thì mình sẽ hết tầm 11.000 cái đồng này. Tuy nhiên là nếu mình giờ mình bỏ 11.000 ra để mình chỉ lấy một cái con rồng này thôi, mình thấy nó cũng không cần thiết lắm. Bởi vì hiện tại là mình đã có hai con rồng Legendary. Và thực sự nhiều bạn nói là ông có hai con mà ông nói ông nhiều. Thế bây giờ mình đâu có cần rồng Legendary làm gì nữa đúng không bạn? Rồng Legendary của mình giờ cũng không cần thiết nữa rồi. Cho nên là mình chỉ để cho nó trưng thôi, chứ không để làm gì nữa. Ok, mình sẽ bỏ một game đây để đi luyện rồng tiếp, để đi đánh nhau cho các bạn xem. Giờ này mình đã có rồng công nương. Một tí nữa mình sẽ ra và xem con rồng công nương cái nào. Sau khi đánh 3 trận mình sẽ đi ra và xem con rồng công nương nó như thế nào nha. Bây giờ đam cũng bắt đầu tăng rồi đấy. Đấy, mình xem có đủ để giết con này không. 9.100 rồi. Vậy là lên 3 sao vàng đánh chắc cũng mười mấy nghìn đấy các bạn. Nói chung là mấy con này giờ tầm một con là một hit đối với con Seamus. Chắc team phải đổi tên lại thành Seamus thêm chữ H nữa các bạn ạ. Chứ không bây giờ mình ghi tên sai nghe nó cũng kỳ đúng không. Luther BD Lahara de Salacara Chubra. Ông này chắc người Brazil hay là Tây Ban Nha gì đấy. Mình thấy mấy cái tên này. Chết đi. Rồng bốn đầu, chó săn của Dios. Con rồng này cũng VIP đấy nhỉ. Rồng thiên đường. Rồng này ghê đấy. Không đùa đâu. Seamus. Ok, xong một bé nữa. Đánh thêm bé này nữa. Mình sẽ cố gắng có con rồng chó điên. Sáng mai mình sẽ cho các bạn xem con rồng chó điên vào 10 giờ sáng mai. Mình hy vọng là đến 10 giờ sáng mai mình sẽ có được con rồng đấy. Chi phi ba hệ nè. Con này nhìn có vẻ bá. Mình chưa thấy con này bao giờ. Mới hôm nay toàn gặp mấy cảnh mà lâu lâu thấy một con rồng các bạn ạ. Chết đi. Ok. Đa ve. Ui con rồng này nhìn chất đấy. Ok. Mình sẽ cố gắng luyện con Seamus lên 3 sao vàng trước, rồi luyện chip bồ hát lên 3 sao vàng sau. Bởi vì nhiều bạn nói con chip bồ hát nó là mạnh nhất trong tất cả các loại rồng heroic chứ. Mình nghĩ là mình nên luyện con yếu lên trước rồi luyện con mạnh lên sau. Ồ, một hit chết này, mười mấy nghìn đam ấy.
Con rồng này có phải lên rừng chúng ta, nó có 4 hệ này. Nhiều con rồng nó chỉ cần VR thôi nó đã có 4 hệ rồi các bạn ạ. Vít vãi. Vì thế mà mình không chắc chắn là con rồng là 4 hệ, rồng là 3 hệ, là rồng Legendary. Mình chỉ biết nó là rồng Legendary hay là rồng VR thôi. Nhưng mà trong đây thì mình không thể biết được con nào là Legendary, con nào là VR hết. Vì trong đây nó cứ gói gọn nó. Ồ, con rồng trong thế giới khác nè. Rồng đẹp nè. Ây à, đánh được 2 phát một lúc. Nhưng mà những con rồng này thì chỉ để trưng thôi. Mấy con rồng này đẹp mà. Đẹp thì chỉ để trưng cho đẹp thôi. Ôi, rồng ông già Noel. Bựa vậy. Ok. Pu. Pu Lai. Chết đi. Ui, không đủ để giết nó. Bựa vãi. Ui, nó có chiếu băng các bạn ạ. Đúng là ông già Noel Santa xấu xa có khác. Chết đi. Xong phim. Ui, con này 11.000 máu lận. Đây là con rồng đất thuần khiết các bạn ạ. Đầu đấy. Ô, hệ pu bị giảm rồi. Để dùng chiêu Light Star này. Đây là chiêu mạnh thứ hai của con rồng này. 7.900 máu. Đây là chiêu mạnh thứ hai của Seamus các bạn ạ. Con này có chiêu lăn của cầu tuyết. À nhầm, lăn của cầu đất. Nó không chết được đâu. Rồng của anh mạnh lắm, mạnh lắm. Xong. Ngon. Victory. Ngon đấy. Claim. Rồi, xong rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng ra xem rồng công nương xem thế nào nhá. Đâu rồi? Con rồng của mọi người đây, con rồng ánh sáng. Đó. Nhìn khá là đẹp đúng không? Rồng này là rồng epic. Đẹp phết đấy nhỉ? Đây là rồng người hầu các bạn, không phải rồng công nương. Rồng rồng hầu gái, chuẩn con mỡ rồng hầu gái. Mấy hầu gái ở nước ngoài nó hay đeo mấy cái này này. Vậy đây chỉ là rồng hầu beauty, chắc là công nương thật các bạn ạ. Beauty chắc là công nương, đúng rồi. Khúc đầu thì là hầu gái, về sau thành cô bé quàng khăn đỏ. Sau đó lên cấp 7 chắc là thành công nương nhỉ. Cấp 7 đã tiến hóa ta. Đó, trời ơi, công nương rồi. Đẹp vãi. Hay đấy. Hình như đây là rồng mới sao các bạn nhỉ. Rồng Coco, rồng mới. Mình sẽ để dành cái đống thức ăn này để cho con rồng kia. Để dành cái đống thức ăn này cho hai con heroic của mình. Bởi vì heroic của mình rất là cần thiết trong cái công cuộc mà đi kiếm mấy cái con đi phải nói như nào nhỉ. Rồng heroic là rất là cần thiết ở trong cái công cuộc đi đánh xếp hạng của mình. Hiện tại là mới cấp 20 thôi. Và đây, ông này là 2 sao rồi nè. Đây xem nào. Cần phải đánh bao nhiêu nữa? Cần phải bao nhiêu nữa? 27 rồi, 27 trên 35 rồi. Mình sẽ cố gắng luyện con rồng 4 đầu này trước nhá. Bởi vì nhiều bạn cứ muốn mình đặt tên khác ấy, nhưng mà mình đã hứa là mình sẽ đặt tên theo những cái nhân vật ở trong trong WWE rồi, cho nên là bây giờ mình sẽ đặt tên như vậy nhá, các bạn thông cảm cho mình. 1500, 550 đây. Nếu mà mình mà đi học skill như nào ta? Mình vẫn suy nghĩ quá. Bây giờ mình có nên cho con nào đi học skill không? Seamus thì xem nào. Đây. Học chiêu pull light cộng sẽ được cộng 11%. Mình nghĩ cái chiêu pull light cộng nó sẽ mạnh hơn, chắc là lên 2300 đấy. Cái này cộng 37% lận. Ô, cái chiêu này à nhầm, không phải. Cái chiêu mình thấy nếu mà mình học thì mình chỉ học một là chiêu này, hai là chiêu này thôi. Theo các bạn là mình nên học cái chiêu nào cho nó đây? Nhìn mạnh phết đấy mà không biết học cái chiêu nào để phù hợp đây. Mà bây giờ học là mình phải dùng game để qua nhanh các bạn ạ. Chứ không bây giờ thiếu một trong hai con heroic chắc là mình teo luôn đấy. Mình chết mất. Không sống nổi đâu. Ồ. Đảo rồng của mình chắc là mình phải từ. Mình đang tính mua cái này, tuy nhiên là mình nghĩ lại rồi mình cần phải mua cái đền thờ đã. Đây, vào trong shop nào. Để xem cái đền thờ thế nào. Đây, building đây, cái đền thờ đâu rồi? Đây, cái đền thờ 5 triệu đây. 5 triệu. Ủa, cái đền thờ này là đền thờ tiếp theo không phải nhầm. Vậy đền thờ tiếp theo bao nhiêu ta? Chắc là cái này có nhỉ? Master Timble quá. Mình lên cấp 35 mình mới mua tiếp được. Hiện tại là bây giờ mình đang ở cấp 31, 32, 32 đúng không? 31. Thì mình phải mua cái đền thờ này để cho rồng lên cấp 25 đã. Mình hy vọng là tương đối đủ để cho hai con heroic lên cấp 25. Rồi sau đó là mình không biết là mình có nên mua thêm một đống này không đây. Mình đang suy nghĩ cực kỳ đắn đo, là mình đang không biết là có nên mua thêm hai cái cục gọi là trái cây không. Mấy cái này vẫn đang giảm giá, tiền vẫn đang giảm giá này.
Đó, bây giờ nếu mình mua thêm một đống đống trái cây nữa này, nó đang giảm giá 400% mà rất là lâu nó mới giảm một lần các bạn ạ. Một cái này là bằng một con rồng huyền thoại, nhưng mà bây giờ mình không cần mua rồng huyền thoại làm cái gì nữa. Mình chỉ cần mua trái cây thôi. Trái cây là đủ để cho rồng của mình thăng cấp rồi. Ở chỗ này cũng có khá là nhiều rồng này, bựa bác. Toàn rồng gì thôi. Đây, giới thiệu các bạn, đây là rồng công nương của mình sẽ cho lên cấp 15 luôn. Ok. Đấy, nhìn khá đẹp đúng không? Rồi ok. Và mình sẽ dừng cái tập này đây nha. Và nếu các bạn cảm thấy thích cái series này thì các bạn đừng quên bỏ lại cho mình một like. Và đừng quên chia sẻ video để ủng hộ cho mình. Đó chia các động lực rất là lớn giúp mình làm thêm những cái video tiếp theo hay hơn. Còn bây giờ thì xin chào. Để xem nào, mình đã được con chó chưa? Xin chào, tạm biệt. Và hẹn gặp lại các bạn vào những clip tiếp theo. Mình chỉ cần 2 miếng thôi là mình được con chó rồi. Bye bye mọi người nhá. Chúc mọi người có một buổi tối tốt lành.